Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn mọi người. Cùng niệm Phật tiễn đưa cô mọi người ơi. Dạ, cảm ơn tất cả. Mô A Di Đà Phật, cảm ơn mọi người đã niệm Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị đã niệm Phật để cùng tiễn đưa cô lần cuối. Dạ, Mô Phật. Thank you.
thì nước, còn khi nếu pháp thì là thanh sử danh đen, hay hoặc giả rằng là chết do đạo pháp thì được siêu hồn Phật, mà tử gì tổ quốc thì kiến lên thành. Siêu hồn Phật tức là chết do đạo pháp, mọi người lo tu hành theo chân lý của Đức Phật thì khi năm chung là được siêu lên cái cõi Tây Phương Cực Lạc, thì mới đúng cái câu văn là chết do đạo pháp siêu hồn Phật, mà tử gì tổ quốc thì kiến lên thành. Cũng như những vị anh hùng dân tộc như Nguyễn Trung Trực, Đức Cố Quảng, ông Ba Thới với anh hùng Trương Định, rồi Võ Duy Dương, Nguyễn Tấn Kiều đó, nhân danh bao nhiêu anh hùng chúng ta nhiều ngàn năm trải qua rồi, thì những cái thanh sử danh bia đó là quý vị thấy là Đức Thầy mới nói đó, tử gì nước còn ghi linh miếu mà khác gì đời thanh sử danh bia. Thì cho nên cái sống cho kẻ mến người nhà, chết thì thiên hạ kẻ thờ người thương. Cho nên các ngài cũng thường dạy chúng ta đó, muốn được có cái danh dự trong nghĩa vị trong xã hội á, thì cũng như cái lời văn như sau: muốn được người kêu ông kia nọ, phải tuổi cao hay phải có công gì mới được, ta mới tôn vinh mình lên. Cũng như mình nói một nhà tỷ phú mà biết làm từ thiện đó, thì sẽ được nêu danh lên. Giống như Mạnh Thường Quân cũng như mình hiện nay mình nói ở thành phố Hồ Chí Minh đi, thì có ông Ba Trầu, trước này có ông Sáu Tu của đường Trần Đình Xu quận 1, vậy hay là Tấm Sang rồi đó, anh em gia đình mà lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì kiểu là Tấm Sang sẽ cho đệ tử lái xe lại bệnh viện chở cái xác về, hay là điều kiện linh cữu để niệm vô chở về thôn quê, về tới thôn quê mà nếu nghèo quá Tấm Sang còn móc tiền gửi thêm để lo làm đám nữa đó. Chuyện đó là tấm lòng từ bi của mấy vị đó, như thế đó thì tại vì ta có cái lòng thương người đó quý vị. Bởi vì Đức Phật cũng viết kinh cũng thường dạy tâm từ bi chánh niệm ngọc ngà trong các báo khó bị chánh niệm, nhưng mà lòng từ bi cứu khổ ban vui mà tinh thần có được là dẫn xuôi, thì cho nên dựa vào chỗ đó mà từ bi có mà đường quy Phật có, mà nếu từ bi không là chỗ ngộ Phật không đó. Ở trên đường mình muốn giải thoát thì tâm giải thoát thì cái tâm đó mới ly trần thế, mà nếu có cái lòng từ bi mới khiến tế độ nhân. Thì cho nên muốn tu thành Phật thành thần phải nên bố đức tri ân trời, giúp kẻ tối ra nơi sáng tỏ và giúp người đang đau khổ được vui. Tu là để cứu mọi người, nếu tu không cứu khổ đời là ngược tu. Tu mục đích là cầu giải thoát bao khổ ách hồng trần, mà tu không giải thoát riêng thân, mà còn tu giải thoát dân khắp trời. Vì đạo Phật mở muôn nơi thế giới, đạo Phật không chỉ gọi một phương, cho nên tu đúng hoặc đường là phải tu có chí chủ trương đại đồng. Thì kính thưa quý vị đồng đạo và quý anh em YouTube thấy đó, cũng như cái gương của cô Ba, và ông từ 2018 ở đây thì có Tấn Dũng, Châu Phú, Dương Cầm, Hải Nguyễn, Thành Lưng, rồi là Hùng Thiện Nguyện, rồi Phúc An vân vân. Thì thường hợp tác của ba là quay những cái clip đưa lên cộng đồng mạng trong và ngoài nước, thì đa số là chương trình khuyến tu không à. Thành ra từ chỗ đó đồng đạo và tất cả người dân cộng đồng mạng xem là thấy nó có cái tinh thần hâm mộ với những lời pháp của cô ba, cũng như tôi thì tôi kêu chị ba. Cho nên ngày hôm nay thì cái chuyện nhiệm vụ cô ba nó còn đây tới ngày khải hoàng ca vinh quang đất nước chúng ta, là nhiệm vụ chị ba nó còn rất nhiều. Nhưng mà giờ cái chuyện cô ba đi đây là nó quá đột ngột, thành ra ai nấy cũng rất là bàng hoàng. Nhưng mà theo tôi thì cái việc đời Phật pháp từ ngàn xưa đến giờ, đất nước nào cũng có một vị cứu tinh hết quý vị, cũng như địa linh sanh nhân kiệt đó. Thì cũng như 1938 mà có Đức Huỳnh giáo chủ là khai sáng đạo Phật giáo hòa hảo, thì nó mới đúng như cái câu là tuy trái đất sương mù phủ cả, mà một mặt trời đủ phá tan đi, một người ngộ đạo từ bi thì khiến ngàn muôn kẻ hồi quy đường lành. Thì từ thời Đức Huỳnh giáo chủ với bao nhiêu vị cứu tinh mà viết kinh pháp để tế độ, cũng như hôm nay gần đây thì mấy mươi năm gần đây, thì trong khi trước 2018 thì không có chương trình lên YouTube, ai hiểu cô ba chị ba thì đến đây để trao đổi đạo pháp. Nhưng mà duyên may là cái chương trình diễn thông được quảng bá từ 2018 đây, là trước hết là Tuấn Dũng nhu cầu nhân ái đến đây là quay những cái chương trình khuyến tu, với là trợ lực phát quà giúp đỡ các cái cho những người có hoàn cảnh cơ nhở đó.
Thì Tấn Dũng và cô Ba trước hết, rồi sau này nó nổi lên rất nhiều cái YouTube khác nữa. Nhưng mà cụ thể nhất là Tấn Dũng, Châu Phú, Hải Nguyễn, Dương Cầm, Hùng Thiện, Nguyễn Thành Lưng, Phúc An vân vân, là những người hay thường sát cánh với cô Ba một thời gian. Thì khi một thời gian nó thịnh vượng rồi thì chuyển đi quay những cái YouTube khác, cũng như Tấn Dũng rồi đó. Hồi đó gần như 1-2-3 ngày lên quay cô Ba một clip, nhưng bây giờ Tấn Dũng có thể là một tháng quay clip cô Ba chừng 2-3 lần thôi đó. Nhưng mà bây giờ thì từ đây đến sau là những cái clip gì là chỉ là sau cùng, chỉ còn trong ký ức, trong mơ mà thôi. Nhưng mà những cái lời của cô Ba đem pháp thơ mà mâu nhiệm của Phật pháp thì hy vọng không bao giờ mất. Nó vẫn còn lưu mãi trong cái ký ức, bởi vì cái lời Phật pháp nhiệm màu mà người ta cũng không thuộc cái văn như cô Ba đọc, nhưng mà ta hiểu cái ý thôi. Cũng như xem phim cải lương là nhắc lớp tuần thì là đã cũng đạt nguyện vọng rồi. Còn Đức Phật dạy thì cô Ba nói thì 100-200 câu, nhưng mà đồng đạo nghe thì hiểu cái ý để tu là được rồi. Thì cứ làm hiền làm lành, không làm dữ, thì đã đủ thành công. Cho nên hôm nay cô Ba ra đi là một sự hối tiếc rất nhiều đồng đạo. Nhưng mà theo cái ý nghĩ của tôi thì còn hy vọng là một ngày gần đây là Đức Thượng Thiên sẽ có phân bổ để sắp xếp cho một người khác để thế cái sự khuyến tù giáo huấn của cô Ba. Cũng như 1947 đó, Đức Huỳnh giáo chủ vắng mặt, thì cơ duyên mai là Ngài Thanh Sĩ nói tiếp. Thành do đó mà mình xin phép mình đọc lại một đoạn pháp mà giáng cơ anh em đồng đạo trong ngoài nước nghe để mình cảm nhận như thế nào, phải không? Tôi cũng Nam Mô Di Đà Phật. Kính lời thăm hỏi bậc chân như, nhắn gửi tâm tình một bức thư, cậu có cậu không ai biết được, ai người quyết định diệt bi từ, mượn cơ bút điển quang chớp nhoáng để gửi người đi Nhật Bản ngày xưa. Là còn hai thanh sĩ đi Nhật Bản đó. Thật thánh tiên thiết lập ba thừa, thượng trung hạ giờ chưa giải trình, vì Huỳnh giáo chủ ra đời 39 nhưng mà 47 đi xính dính đồng môn, Đức Thượng Thiên cơ đạo mới bảo tồn nên mới sắp đồng môn thanh sĩ. Mậu Tý niên di truyền giáo lý 1948 đó quý vị, để giải bài quyền bí vô di, phước Việt Nam quả thật thần kỳ, nên thanh sĩ việc gì cũng ngộ, pháp ứng khẩu ở Tây An độc lộ, điển của thầy luôn độ không sai. Vì tín đồ háo thắng chấp ngoài nên mọi việc mới thay sự thật, và ánh đạo vàng kim quang không mất, người sĩ thanh quả thật Như Lai, ất mùi niên xuất ngoại nước ngoài, giúp Nhật Bản triển khai đại đạo, nhờ hoàn cảnh lập truyền mở giáo, giúp cho thầy hòa hảo chỉnh đoan, tức là ngài thanh sĩ đi qua Nhật giải cổ kinh Phạn ngữ, làm cái danh dự của Đức Huỳnh giáo chủ nó được thăng cao lên thêm. Cho nên cái câu là giúp cho thầy hòa hảo chỉnh đoan, giải cổ kinh Phạn ngữ rõ ràng, quyền diệu Phật chuyển sang điểm chỉ, nên hiển đạo bút danh thanh sĩ, khắp nhân gian thiện mỹ giáo khoa, những thơ bài gửi lại quê nhà, pháp ứng khẩu tuôn ra quyền diệu, thơ đông kinh tới hàng ngàn người hiểu, những luật trình hàng triệu người coi, thật tuyệt vời giáo pháp cao ngôi, đường giải thoát xem rồi phải ngộ, vì trăm vạn dân mê lầm thống khổ, nhờ người mà điểm ngộ khuyến tu, kẻ hung hăng rắn quá thành cầu, được rồi, người hiền đức sĩ phu tinh tấn, vì tiên liệu biết qua thời dặn, thấy phận mình phải bị lặng đặng lao đao, mới đông du Nhật Bản bôn đào, và đợi chờ lệnh trời cao phân giải thôi. Thì kính thưa quý vị, qua một cái lời pháp thoại vừa rồi thì xét ra là thấy trong một năm qua chị Ba Hoa Lý và cô của quý vị, là nhất là Tấn Dũng, Dương Cầm, Hùng Thiện Nguyện vân vân, là cô Ba hay tắt ý lời của cậu hai thanh sĩ, hoặc giả là lời của bà chúa xứ, hay hoặc cô Ngọc Hoa, hoặc giả những cái vị Bồ Tát khác, thì cái văn chương của Phật đó quý vị, nó rất là văn chương, nó lỗi lạc, nó rất là màu nhiệm, cái lời nó rất là êm ả, niêm lực nó trắc dặn, và cái lý nó rất là màu nhiệm, nó thực tế với cuộc sống nữa. Cho nên mình theo dõi thì mình thấy khoảng năm ngoái hôm nay là chị Ba Hoa Lý tắc ý lời của ngài thanh sĩ là trên dưới 10 bài.
nó nó có nhiều bài thì tôi cũng xin phép là tôi đọc một đoạn đây là cô ba tắc ý của cậu hai thôi. Thì tôi nhân dịp tôi nhắc lại Nam Mô Di Đà Phật, cũng kính như cậu hai và ở trên Phật Tổ Phật Thầy quay lên thầy độ cho con nhắc cái bài của cậu hai thanh sĩ tắc ý do chính miệng của chị Ba Hoa Lý đọc lại. Nam Mô Di Đà Phật. Lập Long Hoa nhà bàn đại hội để diệt người yêu nghiệt, diệt những loài yêu nghiệt tâm thà. Thánh thần phải được hiển ra, quỷ thần thì thác chứ quỷ ma không còn. Quỷ được nhận là sắc son cung nội. Đức vua trời kêu gọi khắp nơi, mở công mở khố của trời. Tiền nông di thản dậy thời thiếu chi. Đến chừng đó người thì thanh thả, được công liêm nhân quả không còn. Trở về gác ngọc lầu son, tên người thanh sĩ vẫn còn lưu danh. Thời mạt pháp sĩ thanh nói tiếp, đúng chu kỳ mới kịp màn ba. Bây giờ sát sĩ đã già, có khi cũng đổi nhị hà tam thân. Nếu đồng đạo muốn cần gặp gỡ, để sen hồng được nở khắp nơi, phải chờ khi sắp xếp của trời. Nhất hoàng trở lại đúng nơi là cậu về. Còn bây giờ sơn khê cách trở, cậu có về ai ngỡ tin đâu. Nằm trong nước ở một bầu, giáo tông chung chạ nhưng hầu chê bai. Người không tóc nói sai nói thật, kẻ có tu lại mất lòng thương. Thôi thì phải chỗ sĩ nương, là nơi thấm thoát cùng đường lớp xưa. Ở Bắc Đô Đại Thừa sanh chúng, ráng tu hành cũng được lòng thương. Ráng tu hành sẽ được thành tài, làm xong người cổ sanh lai. Rồi ngày đại hội qua mai nở điều, cho chúng sanh ít nhiều hạnh phúc. Mở ba miền thanh trúc có tên, cho người danh nghĩa ý bền. Ngọn đèn đạo đức thắp lên sáng ngời, đây có mấy cơ lời trao tặng, cũng gọi là đây đặng đồng môn. Lời xưa sát thì sát cũng theo hồn, cũng cho như là đây đặng đồng môn. Dầu già sát thể dưới hồn, cũng đồng đệ tử Thế Tôn ngày nào. Xưa đã có ra vào cung cát, nguyện Phật trời gánh giác sơn hà. Cho nên tái kiếp màn ba, người xưa trở lại ngóc phò đáo kê. Chừng hội thí mới về hiệp mặt, phải nhớ rằng sáu tặc không đeo, bảy tình chớ có mang theo. Tấm gương bác ái phải gương treo nhiệm màu, lời cậu nói phải ghi sâu tim ốc. Và chờ ngày chỉ ngọc gieo tai, người lành là cổ sanh lai. Người hung giàu sống có xài được chi, hung phải bỏ nốt đi đừng tiếc. Hiền phải xài cho biết thánh nhân, hiền lương là bậc công thần. Hiền nhân trở lại tân nhân sửa đời. Chừng hội thí cơ trời tháng 6, mở hội thiên chọn đạo vô vi. Người thương đến sĩ thì đi, kẻ ghét đúng thì vô sở thành công. Tặng ai đó chữ không đại ngộ, để sau này tiếp độ nhân gian. Sách xưa giảng cũ miễn bàn, miễn đem đạo ánh, được ánh đạo vàng nơi tâm. Cố gắng tu sẽ có cơ thâm diệu, Đức Phật Thầy sẽ chỉ biểu sĩ trao. Bây giờ khác trí tướng nhau, những đường tâm thức mới được vào Long Hoa. Mở hội thánh chờ cha mẹ định, đó là ngày ký lệnh sĩ thanh. Bây giờ đề xuất vô danh, tặng người gắn chí đàn anh đạo thầy. Còn một số nọ này chê trách, phải đem lòng đừng mách làm chi. Tin thì mình cứ việc đi, không thì ở chỗ mình thì yên thông. Từng cơ pháp ở trong mô phạm, người biết rồi đâu dám chê bai. Tặng người cổ ngữ sanh lai, lời thơ luận ngữ một bài mà thôi. Quyển hiển đạo của coi tôi tạm viết, gửi cho người tiếp chuyện gần xa. Sen hồng một cánh gửi qua, đông kinh thơ ngắn là làm quà Việt Nam. Thì phải ráng cho phàm quá tánh, quá thánh. Đó là ngày cứu cánh đại đồng, trở về chính thống con rồng. Tặng người tu chặt dạ được ngộ lòng từ bi. Đó là lời của cậu hai thanh sĩ.
tất ý dạy với một lời thơ pháp nó nhiệm màu đó. Tức là cái bài mà vừa đọc đó là thủ hai thanh sĩ tất ý, chính cô qua lý đọc tại miệng mà tôi nhớ dường như là Tấn Dũng thôi vậy đó. Dạ, cái đó là không phải qua đó. Ừ. Thủ hai thanh sĩ ha. Đúng rồi đó. Quá nhiều màu ha. Thì nói chung Tấn Dũng là ngoài ra cô ba còn hàng chục bài. Chú ba đọc cái bài đó là của cô hai thanh sĩ hơn nha, giờ là của cô ba đã. Cô ba nhưng mà tắt ý cô hai. Bởi vì bây giờ Tấn Dũng có thấy đó, thì nhất là Dương Cầm bên cạnh những cái diệu thâu đó. Cô ba muốn tắt ý ai thì đa số là Dương Cầm hay đề nghị là tắt ý cô hai thanh sĩ không à. Tại vì á, thứ nhất là Đức Huỳnh Giáo Chủ, thứ nhì là cô hai anh sĩ, thì thứ ba những lời thơ pháp thì chỉ có cô ba ở đây vậy đó. Thì cho nên đối với Tấn Dũng bây giờ là cái lời pháp thì của Đức Phật rất sâu xa nhiệm màu, đôi khi cũng như Đức Huỳnh Giáo Chủ ngài nó ta ra sức với câu quyền bí, chúng dần ơi phải ráng kiếm ráng tầm, thì nhờ ngài thanh sĩ thì có những cái bộ luận ra đó, cái bộ luận ra để cho dân chúng dễ hiểu. Cũng như bây giờ mình nói gì đi, mình nhắc với cái anh Sơn Đào mà ảnh là chủ cái núi Két đó Tấn Dũng. Yeah. Mình tại nhiều năm qua mình có gặp anh Sơn Đào. Yeah. Thì có những đồng đạo mà dắt đoàn đi núi. Yeah. Nhưng mà anh Sơn Đào ảnh mở cái quyển đường giải thoát, thì mấy cái anh đồng đạo mà dẫn đoàn nói mấy anh tu sĩ đó. Yeah. Ảnh là đi ngang lên đó cái ảnh cao ngạo, ảnh nói mở giảng ông này để làm gì ạ? À? Cũng như là anh tu sĩ dẫn đoàn nó không có duyên với ông thanh sĩ. Yeah. Mà ngờ đâu là cái anh đó là ảnh dốt. Yeah. Tất cả tác phẩm của ông thanh sĩ đã được bộ văn hóa thông tin người ta chấp thuận hết rồi. Thì nhân viên ở trong bộ văn hóa thông tin thì Tấn Dũng cũng biết rồi. Thì trình độ người ta từ thạc sĩ tiến sĩ không đó, ta mới xem qua tất cả lời văn của ngài thanh sĩ, bao nhiêu cái tác phẩm coi như là hai quyển lá thư đông kinh. Yeah. Một quyển thuyết pháp ứng khẩu trên dưới 600 trang. Yeah. Một quyển chú nghĩa gần 600 trang. Một quyển thi lục trên dưới 300 trang. Một quyển lời khuyên tu hiền trên dưới 300 trang. Một quyển tư tưởng 30 điều xử thế cũng 150 trang ăn lên. Yeah. Và nhất là cái bộ hiển đạo ngài là 17 tác phẩm đó Tấn Dũng. Yeah. Trong đó cũng như là trích dịch kinh Phật và luận giải những cái lời của Đức Thầy viết sâu xa ra. Yeah. Cho người đời đồng đạo mình dễ hiểu. Thì cái mẫu chuyện này vậy, anh tu sĩ đó ảnh nói rằng là anh Sơn Đào mở cái băng đường giải thoát này của hôm nay mà nghe để làm gì. Yeah. Thì anh Sơn Đào ảnh mới nói rằng là mấy chú mà dẫn đoàn đi như vậy mà cái quyển đường giải thoát không có biết nghe thì đừng có dẫn đoàn đi, nó uổng công tu dữ lắm. Thì từ chỗ đó Sơn Đào mới nói là Đức Huỳnh Giáo Chủ là ông Phật viết văn. Yeah. Còn ông thanh sĩ là ông thầy bàn. Yeah. Cũng như là luận giải ra cho nó dễ nghe đó. Thì nói chung với Tấn Dũng Dương Cầm đó, thì ở đời thì tu hành thì Đức Thầy cũng biểu chuyên chú nghĩ si từ nét dấu. Yeah. Nhưng mà mình nghĩ như trong cái tín đồ tu hiền đó, mà nhân cái dịp hôm nay là ngày cô ba qua đời, thì Dương Cầm và Tấn Dũng thì mình mới nói cho mà nó đại khái. Yeah. Để mà cầu mong rằng là những đồng đạo mà dù có duyên cùng không, nếu mà lời văn của ngài thanh sĩ dù có nghe được nghe mà không nghe, mà nếu đem lời thủy bán là tội nặng lắm Tấn Dũng. Thì mình thấy như mình đề cập như xin lỗi gia đình Hai Thả. Hai Thả cũng có tới nhà tôi ngủ vài đêm trao đổi đạo pháp, nhưng mà từ năm 2003-2004 ăn lên thì Hai Thả dẫn đoàn đi là 5-7 ngàn người có thể nhờ Hai Thả mà người ta tu. Thì cái công đức Hai Thả là Tấn Dũng biết nó bao nhiêu đó. Dạ, cô không có quyên góp nha quý vị. Cô ba không có nhận tiền cúng dường nha. Không có quyên góp ai hết nha. Có quý vị nào nói quyên góp đó. Dạ, không có nhận tiền quyên góp. Ngay cái bàn vong linh của cô ba nè, quý vị cũng thấy nè, miễn cúng điếu nè, không có quyên góp ai hết nha. Nhưng mà đợt nhận của ngài thanh sĩ thì cũng đem là không nhận xét được. Dạ, thì không có quyên góp ai nha, bà con gần xa có yêu mến thì cũng vậy nha, không nhận tiền cúng điếu nha. Trong khi đó, ngài thanh sĩ nói là độ một người quay đầu đó. Dạ, dạ, không có quyên góp ai nha quý vị. Chứ lúc cô ba cũng có để lời là dặn trước rồi. Miễn, quý vị cũng thấy đây, cái biển miễn cúng điếu cũng đã có sẵn nè. Mà nếu tới lần này là hai tháng,
Nhất tinh chi hỏa năng thiêu dạng quảnh chi sân, bán thủ quy hồ tổ tổ thành sanh chi đức. Ở quý vị cũng thấy nha, có để cái miệng cúng điếu nha quý vị, nhưng cầm không kêu gọi cũng không gì nha, miệng cúng điếu nha quý vị, đừng có nói có ai nói đừng kêu gọi đó, thì xin thông báo là không có kêu gọi bất cứ điều gì, miệng cúng điếu, không nhận tiền bất cứ ai nha quý vị. Câu chánh ngữ làm son ghi tả tiếng ngực vàng ngay ngắn ở đây nói những điều. Cô ba đã dặn lại rồi. À, quý vị nào có coi thì nhớ thường niệm Phật để tiễn cô ba lần cuối nha quý vị. À, cũng xin nhắc lại cho bà con được biết là không có nhận tiền cúng điếu nha. Những ai gửi tiền hôm trước Dương cầm á, để mà nghe thơ cô ba tặng á, trước lúc cô ba mất á, thì có một số vài người thì sau khi qua lễ tang Dương cầm sẽ liên hệ với những người đó nha, để tính về việc số tiền đó. Nếu muốn ấy thì Dương cầm sẽ gửi cho con cô ba để phóng sanh nha. Từ đây về sau ai muốn gửi tiền cô ba là Dương cầm cũng không nhận nha. Quý vị hãy xem và nghe kỹ nghe quý vị. Tiền thì miễn tiền cúng điếu. Ai gỡ trước cho Dương cầm mấy bữa hổm lúc cô ba chưa mất á thì Dương cầm nhận nha. Còn từ đây trở về sau thì không không nhận tiền nghe quý vị. Hãy Nguyễn Hoàng ơi, nếu thích thì hoặc không thích thì hãy niệm Phật dùm đi bạn ơi. Nếu có một điều gì đó mình nên niệm Phật để tiễn đưa cô ha. Người mắc thì cũng đã mắc rồi, dù có ai thích hay yêu, nhưng người ta mắc rồi thì mình cũng nên hoan hỷ niệm một tiếng niệm Phật để gieo duyên nghe quý vị. Còn ai mà không có thích cô ba thì hãy bỏ qua giùm, đừng có xem, để mình không có những lời bình luận không hay thì mang cái khẩu nghiệp nghe quý vị. Bà con ơi, nhớ niệm Phật bà con ơi. Dạ cảm ơn quý vị ai đã niệm Phật ha. Cảm ơn những quý vị ai niệm Phật để tiễn đưa cô ba lần cuối ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Ai ơi lòng diễn cần ai thương tình không thể một ngày trước sau như ngàn năm đừng buổi bỏ qua chỉ trong một chốc lát hóa tan dễ gì, cũng như cái tâm của chúng ta mà nó đã diễn cái trần tục từ hồi vô nghĩ đến giờ, nếu không có tinh thần đạo pháp cao là không thể chuyển hóa được, cũng như là gian sanh dễ đổi và bản tánh có dài đó. Ngoài ra ngài dạy thêm hành đạo dứt được lòng dị ngã, bỏ đi cái tánh ngã nhân, tự nhiên sẽ hết tham sân trong lòng. Dạ cảm ơn thì dù mọi thứ chuyện đã qua ha, cảm ơn hãy Nguyễn Hoàng nha, niệm Phật đi quý vị ơi. Bao nhiêu nếu thích không thích về người mát thì cũng đã mát, ai thì Dương cầm cũng xin một tiếng niệm Phật nha. Dạ mơ Phật hãy hoan hỷ đi. Hết nợ thằng ai quyết đem thì trao đổi đến những mình nhắc lên tất cả quý đạo nhận xét được mà tu hành. Dạ cảm ơn quý vị đã niệm Phật. Nhà Phật để sống sao mà không dướng mắt sự thành đạo sẽ dễ muốn, bởi vì đây thì đức thầy chúng ta cũng là dạy chúng ta là vọng tâm thế nào, nhân tâm ra sao, dựa vào đó thì ngài thân sĩ cũng dạy cho ta là rất dễ xét hơn. Tâm chân rộng lớn và sáng tỏ
vọng tâm thì hạt nhỏ lưu mờ, chân tâm thì thẳng lặng như tờ, vọng tâm lối dường tơ giờ cũng, chân tâm không vật nào lưu trú, mà vọng tâm thì bị dướng lung tung, chân tâm thì như phản công tung, trâm nhạn nhạt như tâm một chân. Dạ cảm ơn bà con nào đã vô niệm Phật cùng niệm Phật để tiễn đưa cô ba ha. Dạ cảm ơn rất nhiều. Chủ được tâm thì đạo mới được gần, không làm chủ được tâm thì xa đạo. Cho nên khắp thiện tính thì khá siêu chu đáo, chủ được tâm cho đạo sớm khai, đạo khai rồi cũng cung thật đồng vai, hoàn toàn được khỏi ngoài sanh tử, lúc nào cũng an nhiên vô lự, tự do không còn thứ phụ nào, thì khỏi vô sanh hay khỏi niết bàn, chính là khỏi của cái tâm vi diệu. Thì kính thưa quý vị, tất cả những lời văn giáo pháp của Đức Phật, Đức Thầy và các vị chương thánh hiền viết thì cái lời nó sâu xa nhiệm màu, nhưng mà chúng ta xem mà nhận xét tìm hiểu nghĩa sẽ làm cho thật đạo. Như lời của Đức Phật giáo chủ chỉ dạy chúng ta như thế này. Dạ cảm ơn anh Tân đã vô niệm Phật ha. Thì cảm ơn quý vị khán giả cũng vô niệm Phật. Thì để tiễn cô ba lần cuối. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị nha. Cảm ơn Trần Tám nha. Dạ Lê Nguyễn Thí Trang ơi, em cũng không tin nữa, nhưng đây là sự thật rồi. Hải Nguyễn Hoàng ơi, ai chánh ai tà thì còn sống dương gian mình không biết đâu. Chánh tà thì bây giờ á, chánh tà thì cũng xin bạn hãy quan hỷ đi ha, vì cô cũng đã qua đời rồi, người mất rồi, cho nên mọi người hãy quan hỷ niệm một tiếng Phật thôi. Để chúng ta khỏi mang cái tấm lòng sân si nữa nha. Chánh hay tà như cầm không không biết, tại vì chánh tà khi chúng ta thác hay chúng ta mắt chúng ta sẽ hiểu, còn sát phàm thì mắt thấy tai nghe chưa hẳn là thật, huống chi ta chưa biết ta là ai, thì ai phàm ai mà chính thì không ai biết được đâu. Cho nên chúng ta hãy hoan hỷ đi, người mắt thì cũng đã mắt, niệm một tiếng Phật cũng có gì đâu. Em Trang về này kêu coi đó hả? Anh cũng không có tin là cô ba mắt nữa, nhưng mà về thì không kịp rồi, cô ba đã bủng rồi, nhanh cũng vô liệm rồi nha. Bây giờ anh mới thật sự là tin cô ba mắt nè. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị cùng vô niệm Phật để tiễn đưa cô ba lần cuối. Em ơi, anh cũng không thể tin vào sự thật luôn á, anh không kịp về luôn. Tại vì cô ba tính 9 giờ mới liệm, anh về kịp, nhưng mà thịt cô ba bụng quá rồi nên mọi người cũng liệm trước giờ dự tính, hình rốt cuộc anh cũng không về kịp luôn, không gặp được cô lần cuối luôn. A Di Đà Phật. Dạ cảm ơn các quý vị rất là nhiều đã niệm Phật để tiễn đưa cô ba ha. Dạ
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. À, bạn Trần Thu Giang ơi, thì nó kệ đi, bây giờ ai nói thì nói đi, mình hãy niệm Phật để tiễn đưa cô ba đi ha. Ai sân si, ai không lời không tốt thì ta vẫn niệm Phật để cho cô ba được tiếp thêm sức mạnh để cô ba về cực lạc. Còn ai sân si, ai nói gì thì không sao đâu, chuyện họ nói thì nếu ai nói không phải á, thì mang khẩu nghiệp gán chịu. Dương Cầm đã có khuyên rồi, thì ai nếu mình có không thích quá thì đừng có xem chi mình nói những lời không phải nha, rồi mang tội, rồi thêm cái khẩu nghiệp mang vào thân nha. Những người mà không thích cô ba, còn bà con anh chị nào mà yêu mến cô ba thì cũng đừng có buông lời gì lại hết á, cứ để họ làm gì họ làm đi, mình cứ niệm Phật để tiếp sức cho cô ba về cực lạc. Cô ba cũng có nói nhiều mà, ai nói gì nói, việc mình làm mình biết là được rồi. Dạ, cảm ơn quý vị đã niệm Phật và cầu nguyện cho cô ba ha. Dạ. Dạ, Hoàng Trần Thủy Sơn, bài này rất là chính xác của bên Phật giáo Hòa Hảo Đức Quỳnh Giáo Chủ, là Đức Thầy cũng có dạy bài đó, nếu ai thuộc thì hãy đọc bài đó ha. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cụ Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Vong Linh. Mình thêm chữ cô Hoa Lý luôn cho nó, nếu ở xa thì thêm chữ cô Hoa Lý nghe quý vị. Còn nếu đứng trước ngay linh cữu thì mình không cần cô Hoa Lý. Đó, ý kiến Dương Cầm bổ sung nha. Nhiều khi cũng còn thô thiển quá, mong có gì sai sót quý vị cũng thông cảm Dương Cầm nha. Đó chỉ là ý kiến nhỏ thôi, nếu ai ở xa thì hãy thêm chữ cô Hoa Lý vào để cho mình có cái tin. Dạ, mô Phật. Dạ, cảm ơn quý vị đã niệm Phật ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Dương Cầm cũng xin nhắc lại nha quý vị, miễn tiền cúng liếu nha, không có kêu gọi bất cứ với hình thức nào nha. Dạ. Tôi không biết.
lúc mới ấy đọc lên tôi cũng có đọc. Dạ cảm ơn. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn Hoa Trần Thụy Xuân, Trần Thụy Xuân Hoa quá. Dạ cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Dạ buồn lắm Trang ơi, anh cũng không tin nữa, giờ về tới đây giờ thấy liệm vô gương rồi hàng rồi thì anh mới sửng sốt luôn, về không kịp luôn. Nói chung ra có những nhiều chuyện thay đổi ngoài ý muốn lắm, nhưng mà chuyện đó để nói sau ha, có gì anh sẽ tâm sự sau. Giờ cô đi rồi đó, đây tới sau thì mọi người mà muốn nghe cô ba để mà những lời thơ pháp nữa là làm gì có nữa, hay muốn cô tặng thơ pháp nữa cũng đâu có đâu. Giờ mọi người từ đây tới sau cũng không có nhờ Dương Cầm đến cô ba tặng cho bài thơ nữa rồi. Tôi ai coi được thì niệm Phật tiễn đưa cô ba lần cuối đi. Tôi cô ba tiếp sức cô ba về cực lạc như quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Ai cũng tiếc nói hết chị. Dạ cảm ơn Lan Hà rất là nhiều, anh Đỗ, Nga Diệu, cảm ơn quý vị. Con không biết quý vị lớn nhỏ rồi, con cảm ơn quý vị nha. Dạ dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu ai ở xa thì đọc bài tiếp dẫn của Đức Quỳnh Giáo Chủ thì thêm chữ cô Hoa Lý ha. Tại vì mình ngay hàng của cô thì mình không đọc cũng được, nhưng mà ở xa thì con thấy thêm vô chữ cô Hoa Lý nó hay hơn. Đó là ý nghĩ riêng con nha, thì tùy quý vị đọc sao cũng là tấm lòng là Phật chứng à. Dạ cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ cảm ơn quý vị, cũng cầu mong là như vậy, cũng cầu mong cô ba sẽ trở về với cái xác trẻ hơn để cùng tiếp sức những cái đoạn đường mà cô đã gian dở. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ, đến nay Dương Cầm cũng thật sự là quá hụt hẳn luôn. Khi về tới thấy cô đã được liệm rồi, mới tin vào sự mất mát này. Tới lúc Dương Cầm chưa về tới, Dương Cầm cũng nghĩ là cô ba sẽ không mát, rồi cô ba sẽ tỉnh. Nhưng mà đó chỉ là điều... Gì bông? Tao đang trực tiếp. Cái gì? Cho mình nói gì tao hiểu, đang trực tiếp quay bên cô qua lý rồi. Dạ, bà con nào có ai thuộc thì niệm bài Tây Phương Cực Lạc đi nghe quý vị. Dương Cầm chỉ có thể kêu trên mạng này thôi, còn ở nhà thì tùy theo gia đạo nha, Dương Cầm không nói được. Trên mạng này bà con nào có thuộc bài tiếp dẫn vong linh đó, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Dạng Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Vong Linh A Di Đà Phật. Còn bà con ở xa thì tiếp dẫn vong linh cô Hoa Lý A Di Đà Phật nha quý vị. Theo đó là ý kiến của Dương Cầm, mình ở xa quá. Còn con thì đứng ngay trước linh cữu thì mình đọc như vậy được. Dạ, yeah. Ai không thuộc thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được nha quý vị. Đó là tấm lòng là Phật chứng ha. Dạ, yeah, mô Phật. Một bài người, một lời niệm Phật để tiếp thêm sức mạnh cho cô về Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. Dạ, yeah. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, yeah. Cô đi thật rồi quý vị ơi. Kể cả tới giờ Dương Cầm về tới, Dương Cầm còn không tin nữa nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn quý vị rất là nhiều. À, cô đi hồi lúc 4 giờ sáng hôm qua quý vị ơi. Hôm qua thì cô đã mắc rồi ạ. Dạ, cảm ơn quý vị. À dạ thì bây giờ cũng nãy giờ cũng lâu nghe quý vị. Thôi thì ai coi được cũng coi rồi. Thì có gì nghe. À, cô không đau ốm bệnh hoạn gì hết quý vị. À, trước khi mắc thì cô ba có nói lại một đoạn ghi âm. À, cô ba sẽ gặp nạn trong 3 ngày. Nhưng mà nếu 3 ngày đó cô qua được là cô tỉnh lại sẽ không gặp nạn nữa. Nhưng qua không được cô sẽ mắc. Nhưng có những điều thì nó cũng ngoài tầm ý muốn. Có những điều xảy ra cũng ấy, cho nên giờ cô cũng mắc thật sự rồi quý vị ơi. Thôi giờ quý vị nào có coi thì xin niệm Phật cho cô ba được giảng sanh nhé. Tới đây Dương Cầm cũng xin kết thúc. Rồi ngày mai trước khi đưa đi chôn cất cô ba thì Dương Cầm sẽ quay lại trực tiếp thêm buổi nữa cho quý vị cùng xem lại những kỷ niệm lần cuối để tiễn đưa cô ba ha. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. À, Dương Cầm mến chào và hẹn gặp lại quý vị. Dạ, kính chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn nha. Hôm nay là buổi 9 giờ sẽ lễ nhập quan cô ba, thì Dương Cầm cũng trực tiếp để cho quý vị cùng xem ha. Dạ, hiện tại thì mới có 8:30 thôi, Dương Cầm sẽ trực tiếp đây tới đó nha. Bà con nào có lòng thì vô niệm Phật nha quý vị ơi. Sáng mày đi lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ai vô để lại một tiếng niệm Phật gieo duyên tiếp sức cho cô ba về cõi cực lạc quý vị. Để lại đâu trên đất đồng với chị. Đúng là sự ra đi của cô ba quá đột ngột, làm cho bao nhiêu người rất là chân hững luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ cái giờ này đó cũng là 8 giờ ba mấy giờ, làm giờ 9 giờ mà tạm qua. Bây giờ liên hệ tất cả người thân ra thành mà đại diện. Cái hồ thứ ba tân hiền, cái thứ ba con chị ba tân hiền hả? Anh nhớ để chào quý vị này vô để lại một lời niệm Phật quý vị ơi. Đây là chiếc linh cữu của cô ba, 9 giờ sắp tới rồi, cũng là lễ nhập quan, cũng là những lần cuối cùng mà chúng ta sẽ thấy được cô ba ở trên cõi đời này. Không ăn khỏi không nhất cái bản đó. Bữa nay là nhập ngày 9 để tham quan vào lúc 9 giờ sáng ngày 10 tháng 2 2023, là nhập ngày 20 tháng Giêng Quý Mão. Giờ bà con cô bác lại rất là đông người quý vị ơi, YouTube quay cũng rất là nhiều luôn. Đội mai táng đã tới. Bà con xem nhớ để lại một tiếng niệm Phật để tiễn đưa cô lần cuối, tiếp sức cho cô về cực lạc nha quý vị. Bà cà chuối bim chào tam xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giây phút này cuối cùng hãy nhìn hình của cô ba và thấy quan tài của cô ba là lần cuối cùng những lúc nhìn mà quay lại thì nhìn Duyên cầm thì để hình ảnh tại ngay cô ba để mọi người cùng đưa tiễn cô ba nha. Khách bên ngoài thì rất đông nhưng Duyên cầm chỉ hôm nay là lễ động quan cô ba nên Duyên cầm để tại đây để mọi người cùng có thể lần cuối nhìn được cô ba để tiễn đưa cô ba nghe quý vị. Dạ. Thì mong mọi người hãy để lại một tiếng niệm Phật để tiếp sức cho cô ba nghe quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu ai thuộc thì bài Tây Phương thì niệm đơn Tây Phương nha quý vị. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Nhãn Ức Niết Thập Niết Dạng Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Vong Linh A Di Đà Phật. Đại Duyên Cầm nói rằng hồi quý vị nào ở xa thì đem từ cô Hoa Lý vô ha, mong quý vị ai có lòng thì cùng niệm với Duyên Cầm nha, để lại một lời niệm hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật để tiễn đưa người linh cữu người lần cuối về nơi yên nghỉ. Đưa gần gần nữa. 18 âm lịch thì chị đi làm về thì chị xin đi về, chị đi về liền á. Hôm nay là đúng 5 giờ sáng. Thì hôm nay bây giờ là 4 tiếng sau. Chuẩn bị đưa tiễn cô ba ha, cũng còn kịp ha. Dạ. Dạ, quá quý là chị Trang ở bên Đức phải bay về để mà đưa tiễn cô ba không vậy? Dạ. Thôi thì chúc mừng năm mới thì em cũng chúc cho chị Trang có được sức khỏe, tinh tấn và thân tâm lúc nào cũng được ăn ngon cho chị ha. Dạ. Đến đây em cũng chúc chị ha, nhiều sức khỏe. Dạ. À, đây là chị Trang ở bên Đức quý vị. Mời gì là Phật. Đây, đây Duyên Cầm cũng để chiếc lại ngay linh cữu cô ba để quý vị cùng chiêm ngưỡng ngắm lại hàng cuối. Để lát nữa đây thì chúng ta cũng nhìn lại những cái video hay hoặc là những video cũ mà thôi chứ không có được thấy được cô ba nữa rồi. Thì mọi người hãy cùng để lại một tiếng niệm Phật để cùng tiếp sức cho cô ba về nơi an nghỉ cuối cùng của mình ha. Dạ. Mô Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Nhãn Ức Niết Thập Niết Dạng Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Vong Linh A Di Đà Phật. Bà con nào ở xa thì tiếp dẫn vong linh cô Hoa Lý. Dạ, bà con ở xa ha. Còn em thì đứng ngay trước linh cữu nên em không có đọc cô Hoa Lý cũng được nha quý vị. Hãy subscribe cho
Dạ, mọi người hãy để lại một lời bình luận nha quý vị ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là bữa cúng sắp sửa bắt đầu nha quý vị. Ai xem thì để lại một lời bình luận nha quý vị ơi. Nam mô A Di Đà Phật nha. Dạ. Thế thì sắp sửa là cũng cái gì ơi. Sắp sửa cầu nguyện. Đây 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 con khác bạn. Con bạn. Mọi người hãy niệm Phật nha. Đây là bà con sắp đóng ăn gian, sắp sửa cầu nguyện để tiếp sức cho cô ba về nơi cực lạc. Đây là Phật. Mẹ ơi, hẹn lại chị kìa, lẹ đi. Đây con ngoại tiên, ta làm dùm đi. Mọi người cùng hướng về bàn Phật và cầu nguyện tiếp sức nha quý vị. Hôm nay là ngày 20 tháng Giêng năm Quý Mão, cũng là sắp đến giờ chi quan của cô ba Trần Thị Lý từ Trần Sửa Thọ 70 tuổi. Vậy là giờ cầu nguyện đến, kính mời quý vị hướng về cửa quyền thất thảo kính lễ ba xá, kính lễ ngôi Tam Bảo ba xá, kính lễ chân dung Phật thầy Đại An và Đức thầy hai xá, và kính lễ Bạn Thiên ba xá, và kính lễ Bàn Phật Chánh Cầu ba xá. Có vị trí mời đồng quỳ. Nam mô A Di Đà Phật. Quý kính dâng hương trước chủ quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, kính trình chủ quyền thất tổ họ Trần cùng các vị đất đai thành hoàng bổn cảnh hoàng thiên hậu thổ. Cảm ơn chứng minh hôm nay là ngày 20 tháng Giêng năm Quý Mão là ngày giờ phút 9 giờ để chi quan. Dạ tại cô ba đã bị bệnh thịt rồi quý vị ơi, nên phải động quan trước theo dự kiến mà cô ba đã yêu cầu. Đã lễ vậy xin dâng lên lén ân đồng cung kính trước vui hòa thần và quý vị quý ngài hộ đạo cho chúng con làm buổi lễ di quan được an lành tên hòa với thần và được hoàn thiện viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị xá ba xá thay cho bốn lại, bốn xá thay cho bốn lại. Đó là những vị khách đang quay mà để mà cầu nguyện nghe quý vị. Thì Dương Cầm cũng trở lại linh cữu của cô ba để mọi người cùng ngắm lại cùng với cô ba nghe. Thì quý vị kia cầu ở ngoài thì mong rằng quý vị ở đây nhìn linh cữu niệm bài Tây Phương Cực Lạc nghe quý vị để tiếp dẫn cho cô ba. À, tại vì cô ba đã can võ gì đó thì cô ba cũng đã bủng thịt rồi nên là phải động qua, phải phải liệm cô mới được, tại vì bủng thịt rồi quý vị ơi, chứ không phải là không nghe lời cô ba mà để ba ngày thì đó cũng Dương Cầm cũng về trễ nên
không có biết rõ sự tình, chỉ nghe vậy thôi. Thì mong quý vị cũng thôi bây giờ hãy để lại một tiếng niệm Phật. Ai chức bên cũ thì hãy niệm bài Tây Phương tiếp dẫn nha quý vị. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Dạng Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Dông Linh A Di Đà Phật. Còn ai ở xa thì tiếp dẫn cô Hoa Lý, Dông Linh cô Hoa Lý A Di Đà Phật nha quý vị. Tùy mọi người, thì ai thuộc hay hoặc không thuộc thì để lại một tiếng niệm Phật để cùng nhau tiếp sức cho cô về nơi an nghỉ cuối cùng, về nơi cực lạc. A Di Đà Phật. Dạ, mọi người hãy để lại một tiếng niệm Phật nha quý vị. A Di Đà Phật. Có mấy anh em YouTube thì cũng quay ở ngoài chỗ cầu nguyện rồi, thì Duyên cầm quay linh cũ để một lát nữa đây thì 9 giờ đem đi động quan thì không có thể nhập quan, thì không thể nào quý vị nhìn lại được nữa nha, nên Duyên cầm để đây cho mọi người cùng cầu nguyện ha. Và thấy cô những giây phút sau cùng. Cô nhìn rất là tươi cười, rất là đẹp nha quý vị. Hãy để lại một sự ra đi của cô thì biết rằng là có nhiều nỗi tiếc. Nhưng chuyện gì nó cũng có cái nhân duyên hết. Hết nhiệm kỳ thì cô phải về thôi. Cho nên mọi người hãy để lại một tiếng niệm Phật để cùng nhau tiễn cô ha, tiếp sức cho cô. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là những hình ảnh giây phút sau cùng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy niệm Phật quý vị ơi. Dạ, A Di Đà Phật. Cảm ơn mọi người nha. Hãy để lại một lời niệm Phật nha quý vị. Cô ra đi để lại nhiều tiếc nói. Nam Mô A Di Đà Phật. Cô hãy cùng để lại một lời niệm Phật để cùng nhau tiếp xúc cho cô nghe quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô
đây hai người tránh lại không giờ tôi gọi ba ghế thì hết rồi cũng sắp sửa đến giờ quý vị ơi. Mọi người hãy để lại bình luận nha. Đây là những cái phần sau để lại cho đời. Chúc mừng nào, dạ, 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 thọ lãnh, điềm lãnh tái mang, ờ, dạ. Thank you.
Mọi người hãy để lại một tiếng niệm Phật mọi người ơi, để tiếp sức cho con. Thank you.
Rồi đây là những giây phút cuối cùng quý vị tiễn đưa lên tủ đây. Hãy subscribe cho
Mọi người để lên một lời niệm Phật để cùng nhau tiễn cô ba đi nha quý vị ơi. Mọi người hãy để lại một tiếng niệm Phật cái gì nha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Thiện Vạn Tấn Nhất Nhất Vạn Thủ Thiên Mũ Bá, đồng danh đồng hiệu Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Hương Linh và Trần Thị Qua Lý trở về ngôi vị của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Tấn Nhất Thập Nhất Vạn Chủ Thiên Mũ Bá, đồng danh đồng hiệu Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Hương Linh và Trần Thị Qua Lý trở về cảnh giới Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Tấn Nhất Thập Nhất Vạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi xong rồi. Ăn này có ăn không ạ? Không có giấy tờ. Okay.
Rồi em cháu con gì đó là tôi biết anh tâm chào anh cụ chào kính thưa gia đình và bà con của bác có mặt tại nơi đây, tôi xin thay mặt cho tất cả anh em trong đội mai táng của xã An Hậu nhất nhất đến đây để chia buồn cùng gia đình. Sau đó có bổn phận trách nhiệm đưa bà tới nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc làm nhiệm vụ điều khiển sơ sức, nhờ gia đình và bà con của bác lệnh tình bỏ qua cho anh em chúng tôi, thành thật cảm ơn. Con kêu mẹ vô. Con bước rất là yêu thương. Con kêu mẹ vô. Kêu bà ba vô nha.
Dạ thì kính thưa ông bà cô chú anh chị các bạn, hiện tại thì đã đưa linh cữu cô tới ngày nơi nghỉ cuối cùng rồi nha. Thì buổi phát trực tiếp đến đây thì Dương Cầm cùng anh Phúc An cũng kính chúc quý vị ai có lòng thì niệm Phật để cầu nguyện cô ba ha. Giờ thì các chị cũng đem linh vị cô ba vô rồi, đó là tới chuyện riêng tư gia đình. Thì đến đây Dương Cầm cùng anh Phúc An cũng xin kết thúc video tại đây. Thì chúc cho bà con tất cả trong và ngoài nước đều được thân tâm an lạc, và hãy một lời nguyện cầu để cho cô ba được tiếp sức về nơi cực lạc A Di Đà Phật. Thì đến đây Dương Cầm cũng xin kết thúc video này cùng với anh Phúc An nha. Dạ thân ái mến chào và hẹn gặp lại quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.